Tổng thống El Salvador, Bitcoin là động lực phát triển du lịch. Nayib Bukele, Tổng thống El Salvador, là người tiên phong trong việc áp dụng Bitcoin, BTC, làm tài sản hợp pháp tại quốc gia này, đã chia sẻ suy nghĩ của mình về sự tăng trưởng thu nhập từ du lịch ở quốc gia Salvador. Bukele tuyên bố rằng, sự tăng trưởng này là kết quả của ba yếu tố chính: Bitcoin, du lịch biển và giảm tội phạm. El Salvador gần đây đã được đưa vào danh sách các quốc gia có du lịch phục hồi trở lại mức trước đại dịch. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, El Salvador đã cố gắng tăng thu nhập từ du lịch lên 6% so với năm 2019. Báo cáo này phù hợp với những gì các nhà chức trách đã báo cáo về ảnh hưởng của việc đưa Bitcoin vào sử dụng như một phương tiện thanh toán. Vào tháng 2, Morena Valdez, Bộ trưởng Du lịch nước này tuyên bố rằng ngành du lịch đã tăng 30% kể từ sự kiện này. Số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ tội phạm và giết người của El Salvador đã giảm đáng kể từ năm 2020. Ông lớn phố Wall tìm cách rót 900 tỷ đô vào không gian crypto thông qua tuyển dụng. Gã khổng lồ tài chính Morgan Stanley đang tìm kiếm giám đốc phát triển sản phẩm với trọng tâm chính là xây dựng một loạt các sản phẩm tiền điện tử trên các ngành nghề kinh doanh theo một bài đăng tuyển dụng trên LinkedIn của công ty. Vị trí được đăng vào ngày 1 tháng 8 là tham gia nhóm sản phẩm, giải pháp đầu tư, cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ. Hơn 900 tỷ đô la tài sản đang được quản lý thông qua các quỹ tương hỗ, quỹ thị trường tiền tệ, 529 kế hoạch tiết kiệm đại học và các quỹ trao đổi. Việc tuyển dụng là một dấu hiệu cho thấy Morgan Stanley đang xem xét tiền điện tử nghiêm túc hơn và tìm cách mở rộng cung cấp sản phẩm của mình sau khi tung ra một quỹ thụ động tư nhân vào tháng 3 năm 2021. Như đã báo cáo trước đó, công ty đã nói với quân đoàn cố vấn tài chính của mình rằng họ có thể cung cấp khả năng tiếp xúc với tiền điện tử thông qua các sản phẩm do Galaxy Digital và Nidrid điều hành. Giám đốc sản phẩm cho thấy Morgan Stanley muốn cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều sản phẩm hơn để lựa chọn. Theo một giám đốc điều hành tại công ty quản lý tài sản Bitwise, rõ ràng là việc cung cấp một sản phẩm đầu tư dựa trên chỉ số sản phẩm trao đổi sẽ thu hút hơn 200 công ty quản lý tài sản cho vay. Mark Cuban vạch trần mưu đồ của Seth trong không gian crypto. Trong một cuộc phỏng vấn phát hành vào ngày 7 tháng 8 với Ancoin Daily, nhà đầu tư và doanh nhân tỷ phú Mark Cuban đã chỉ trích Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ về cách cơ quan này quản lý tiền điện tử. Seth cực kỳ đạo đức giả. Bạn biết đấy, họ nói về việc cố gắng bảo vệ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, họ lại không thực hiện đúng công việc của mình. Seth chỉ thực hiện điều này thông qua kiện tụng. Có nghĩa là họ không đưa ra các quy tắc mà người dùng và doanh nghiệp tuân thủ theo, mà họ tìm kiếm đào bới các lỗ hổng của các nền tảng tiền điện tử như Coinbase và Ripple. Điều này không hề mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư, mà chỉ đơn thuần chỉ kết quả của các vụ kiện sau đó sẽ biến thành tiền lệ mà họ có thể sử dụng để thực thi theo cách họ muốn thực thi. Moonbus bị các nhà đầu tư ném đá vì sửa đổi vô lý. Moonbus, một dự án NFT từng gây sốt hồi tháng 4, đang tạo nên một làn sóng tranh luận vì tự ý thay đổi chính sách quyền sở hữu trí tuệ cho những ai đã mua NFT. Cụ thể, vào ngày 5 tháng 8, nhà sáng lập Kevin Brooks tuyên bố sẽ cấp cho Moonbus và bộ sưu tập phái sinh của nó là Oddity giấy phép Retail Command, CCO, là một điều lệ khước từ quyền sở hữu trí tuệ với các phát minh và sản phẩm, cho phép xã hội được tự do sử dụng và phát triển các dạng phái sinh, từ đó mà không phải trả phí cho tác giả gốc hoặc nhà phát minh. CCO được ca ngợi là đặt lợi ích của số đông lên trên tư lợi cá nhân. Tuy nhiên, điều này đi ngược lại cam kết đưa ra ban đầu tại thời điểm mở bán. Người mua Moonbus sẽ toàn quyền nhận được quyền sở hữu trí tuệ với NFT mà họ đã mua, đồng nghĩa với việc chỉ có họ mới có thể tạo ra các sản phẩm phái sinh và kiếm tiền trên đó. Những ai khác sử dụng hình ảnh NFT của họ sẽ phải trả bản quyền, kể cả đơn vị phát hành NFT. Động thái này đã vấp phải những phản ứng cực kỳ tiêu cực khi đa số người nắm giữ NFT đều cảm thấy bị lừa dối vì bị tước bỏ một quyền mà đã nhận được ngay từ ban đầu. Ở chiều ngược lại, những người không nắm giữ NFT Moonbus thì lại vô cùng háo hức. Vì có thể tự do tạo ra các sản phẩm phái sinh cho dự án mà không phải lo về chi phí bản quyền. Trung Quốc đẩy mạnh việc phát triển Metaverse. Các công ty Trung Quốc đang ngày càng tập trung chú ý vào việc phát triển không gian Metaverse. Bất chấp sự kiểm soát của nhà nước, các công ty đã đầu tư lớn vào cả phần cứng và phần mềm. Trong số đó, Taiji Group đã công bố mua lại công cụ truyền thông Haobi có tên là Haoxing. Theo báo cáo gần đây, mục tiêu của công ty là phát triển Haoxing thành nền tảng xã hội đầu tiên trên thế giới tập trung vào lưu trữ dữ liệu và phát triển Metaverse. Haoxing sẽ được giao nhiệm vụ hoàn thành việc tối ưu hóa và nâng cấp các chức năng của sản phẩm, bao gồm việc xây dựng các bộ sưu tập kỹ thuật số và cộng đồng Metaverse. Sau đây, mời các bạn cùng đến với chuyên mục Có thể bạn chưa biết, dùng Bitcoin thuê sát thủ giết chồng nhưng lại gặp FBI. Bộ Tư pháp Mỹ công bố án tù 10 năm với Jessica Lee Clark, sống tại Mỹ, với tội danh dùng Bitcoin để thuê sát thủ giết người trên dark web.
Clark đã liên hệ với một sát thủ trên website môi giới giết người trực tuyến. Bà đã thực hiện 3 giao dịch trị giá tổng cộng 10.000 đô la bằng Bitcoin trên WhatsApp. Nhưng trớ trêu thay, sát thủ Clark tìm kiếm lại là một điệp viên FBI giả dạng. Clark đã bị tố cáo vì ý định giết chồng của mình. Đây không phải là trường hợp duy nhất. Nelson Kriplago, sống ở bang Tennessee, cũng bị cáo buộc tìm sát thủ trên website cho thuê để giết vợ mình. Ông đã trả bằng số Bitcoin có trong chiếc Coinbase của mình. Trước đó, một người đàn ông 25 tuổi ở California cũng đã sử dụng 13.000 đô la Bitcoin để thuê một sát thủ giết bạn gái cũ của mình chỉ vì cô ấy đòi chia tay. Việc tội phạm lợi dụng tiền điện tử để phạm pháp không còn hiếm, đòi hỏi trong tương lai chúng ta cần có những giải pháp kịp thời để ngăn chặn những hành vi này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin trưa của CryptoLitVN. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. CryptoLitVN xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.